Hello, xin chào tất cả các chị học viên. Hôm nay chúng ta sẽ học một món rất là đặc biệt nha, là món trà sữa bóng đêm kem trứng nướng. Đó. Thì bây giờ trước tiên là Nhi sẽ đi vào phần ủ trà trước, tại vì mình sẽ phải ủ trà trong vòng 20 phút. Thì trong lúc 20 phút ủ trà thì chúng ta sẽ làm kem trứng nướng nha. Cho nên bây giờ mình ủ trà trước nè. Ở đây thì Nhi sẽ lấy là 90g trà ô long nha. Trà ô long Lộc Phát là một cái dòng trà phù hợp để làm trà sữa, bởi vì cái độ đắng và độ chát nó không quá nhiều á, thì mình làm trà sữa nó rất là ngon mà nó không bị gắt. Và thêm một cái nữa là cái trà ô long Lộc Phát rất là thơm nha mấy chị nha. Mở túi ra là nghe thơm cái mùi trà xanh nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Đó, mà giá cả thì lại phải chăng. Chúng ta cho 90g trà ô long Lộc Phát vào túi nè. Đây chúng ta cần 2,5 lít nước sôi nha. Đấy, bây giờ Nhi đổ vào đây 2,3 lít trước. Nhi sẽ lấy thêm. Rồi, mình cho thêm 200 nữa, là thành 2,5 lít. Trước khi đậy nắp thì mình dùng cái cây á, cái cây cái đũa thì cũng được. Mình phải dầm vào cái túi trà để đảm bảo là nước nó ngấm vào trà nhanh á, trà để nó nở ra nó ngon nha. Ở đây mình sẽ lấy kem béo đứt trước đi, mình lấy 100. Mình sẽ sử dụng 100 kem béo đứt. Rồi, tiếp theo là kem tốt minh bay. Kem này á, cái kem tốt minh bay này nè, thì nó có tác dụng là làm cho hỗn hợp nó đặc sánh được lâu á, đặc sánh. Thì như vậy là chúng ta sẽ sử dụng là 60ml. Đó. Ở đây mình sữa tươi là mình sẽ sử dụng là 200. Bột pudding này nè, bột pudding này là mình đang dùng của thương hiệu Pha Lu. Thì bột pudding này mình sẽ dùng là 60ml cho vào đây luôn. Thì cái bột này rất là thơm, nó sẽ tạo ra một cái gọi là phần kem trứng thơm ngon, rất là đặc biệt nha. Béo béo, thơm thơm, mặn mặn, rất là đặc biệt. Rồi tiếp theo chúng ta không quên cho bột wrap nha. Mình sẽ cho khoảng 15ml bột wrap. Bột wrap là bột mà có tác dụng là chậm quá trình tách nước nha. Mình cho bột wrap vào để cho cái hỗn hợp mình nó đặc sánh được lâu hơn. Rồi tiếp theo là chúng ta cho muối ăn. Muối ăn để tạo độ mặn cho món này nha, là mình sẽ cho 4ml muối ăn vô. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp mà nguyên liệu kem trứng của mình vào. Thì ở đây là Nhi sẽ đánh với máy của mình á, là Nhi sẽ đánh số 2 thôi, đánh nhẹ nhàng trước nha. Mình sẽ đánh khoảng mức số 3 đi, là số trung, số nhẹ nhàng đó. Mức số 3 2 phút. Rồi bây giờ như vậy là đồng hồ đã báo, như vậy là được 20 phút rồi. 20 phút, bây giờ Nhi sẽ lấy trà ra nha. Rồi, anh chị thấy lúc đầu trà nó hết mà bây giờ nó nở đầy ra một túi luôn nè. Đó, thấy không? Cái trà ô long là nó nở rất là nhiều nha, tại vì người ta nén vo thành viên á. Đây, Nhi sẽ cho bột béo vào, 500g bột béo nha. Tại vì cái trà ô long nó khá là tánh và chát, vì vậy mình phải dùng bột béo nhiều nha, để nó trung hòa thì món nó ngon. Công thức trà ô long này là Nhi đảm bảo nha, người nào mà uống nó là đều thấy ngon hết, đảm bảo luôn. Là bây giờ mình sẽ cho trà, rồi bột béo 500g, đường cát thì 330g, đường cát trắng. Rồi nếu mình làm tinh than tre thì mình cho vô luôn. Ở đây là với một phần trà sữa bên này mình sẽ cần dùng 16g. 16g tinh than tre nha, cho vào luôn. Lúc nước trà đang nóng để mình đánh á thì cho nó tan, dễ tan. 16g. Nó đen xì rồi mấy anh chị ạ. Tiếp theo là sữa đặc, chúng ta sẽ cho 315g sữa đặc vào. Làm cho cái độ ngọt đậm đà và ngon hơn. Thì công thức này thì sẽ sử dụng là 2.5ml muối ăn. Đã là có cái bộ ngũ này nè, một số 2 là đã là 2.5ml muối ăn nha. Cho vào. Rồi, cái đều đi. Đây, mình sẽ cho vào ly màu sáng đen, quá huyệt đi. Cái món này mà mình làm Halloween là rất là hợp lý nè. Mình làm món này lúc mà dịp Halloween đó nha.
cà sợi bóng đen nó là một cái gì đó khá là huyền bí. Rồi cho đá vô. Đá vô á thì anh chị nhớ là chỉ cho tới ngang vạch liên thôi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái phần kem trứng lên trên mặt. Cái lượng kem trứng mình cho lên thường là khoảng 100 cho tới 110ml nha. Đó, lắc đều cho cái phần kem trứng á, nó đều ở trên mặt như thế này. Sau đó chúng ta sử dụng đường cát phủ lên trên và bắt đầu dùng cái máy, cái gọi là bình ga và đầu khò để chúng ta khò cháy đường thì chúng ta có được món trứng nướng nha. Mình sẽ dùng một ít đường, dùng một lớp mỏng thôi mấy anh chị. Lấy khoảng tầm 2-3g phủ một lớp mỏng lên trên mặt, mỏng thôi để đốt cho nó cháy hết. Thế nếu mà nó không cháy hết á là uống nó dính cái đường thì không ngon. Cái này mình chỉ là đốt cho đường thơm, với lại là đốt như vậy á thì cái món kem trứng mình nó đặc biệt nha. Rồi bắt đầu Nhi sẽ dùng cái đầu khò để bật lửa lên và đốt đường để chúng ta có món kem trứng nướng nha. Cà sữa bóng đêm kem trứng nướng. Đấy, chúng ta điều chỉnh cái lửa vừa vừa để nhỏ thôi để không bị cháy cái ly của mình. À, rất là ngon. Bắt đầu đường nè, đường caramel, đường nó gặp nóng nó bắt đầu chảy ra, nó chuyển dần sang màu nâu và nó thơm nha, rất là thơm. Cái kem trứng nó được đốt lên nó cũng thơm, mà cái đường nó được đốt lên nó cũng thơm, nó tạo một cái mùi thơm và cái lớp cháy trên mặt rất là đặc biệt cho cái món này anh chị nha. Quá tuyệt vời luôn. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là kem trứng nướng. Như vậy là hôm nay chúng ta đã xong bài rồi. Nhi sẽ chúc cho tất cả các chị học viên mình thực hiện món này thành công, cập nhật thêm món mới vào menu và bán ngày càng đông khách. Hẹn gặp lại các chị học viên trong bài học tiếp theo vào lúc 2 giờ chiều thứ ba tuần tới nha. Sẽ có tiếp tục những món hot trend. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.